Hello, xin chào cô bác chị em ha. Nay em quay cho bác chị em tham khảo cái động cơ Itsuki E3CD nha. Con này có tầm 87 ly quá chị em. 1.498, đâu đó nó trên 30 ngựa quá chị em. Đây. Số máy là 62112. Tình trạng máy thì nguyên zin nguyên bản quá chị em, không có sơn dặm, không có chế cháo nha. Đấy. Quá anh chị em nào mà tìm cái xác nhỏ mà công suất cao á thì có thể mua em này ha. Em này thì xác rất là gọn ha, xác như gọn hơn à, mà bê tông lớn nha. Con này rất có lực, quá anh chị em có thể chạy những cái vỏ lãi lớn lớn của anh chị em ha. Ok ha. Đây. Em này còn bố ấm luôn ha, bố ấm nó rất là mới nha, mới tinh nè. Bô nó chưa có xuống màu luôn á chị, nó là êm ha. Đấy. Đề máy không? Con này thì cũng đề một bình quá chị, đề 12V một bình nha. Đấy, cho nên là rất là dễ sử dụng nha. Cái dòng này ganh ti nó nhỏ xíu rồi quá chị em, đã lắm. Đấy. Quá chị em chạy xuồng ghe dễ. Phê quá nha. Ganh ti nhỏ xíu là đã ha. Mà lên ga nó hung ghê đó các em, tại nó có cái bô ấm nha. Cái này mở bô ra nổ ác đạn. Rồi. Cái này nó rất là thuận tiện quá chị em, quá chị em muốn tắt tay cũng được ha. Nó tắt điện thì đưa vô hai công ty điện ha. Nói chung là cái dòng tắt điện này nó rất là dễ xài nha, nó không cần phải ngâm điện nha. Rồi, em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha. Cô bác chị em đã xem video này là cũng như các video vừa qua, và cô bác chị em ủng hộ tiệm máy của em ha. Thì con này em nhắc lại là bê tông 87 ly ha, dòng tua con này 3.032. Nếu mát công suất con này nó tầm khoảng 33 ngựa quá chị em ha. Đấy, cân nặng thì con này nó tầm khoảng cỡ 130 kg quá chị em ha. 130 kg. Rồi, em cảm ơn rất nhiều nha. Giá của nó thì em có để trên tiêu đề á. Quá chị em xem, quá chị em để ý giùm em. Đấy, quá chị em nào xem kênh mà chưa đăng ký kênh á, đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Một khi mà em có máy về đó, em sẽ quay cho quá chị em tham khảo ha. Quá chị em xem để tham khảo. Để đến khi nào mình cần thiết mua một con máy gì đó, mình sẽ tìm hiểu rõ hơn. Mình mua mình xài cho nó an tâm quá chị em ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quá chị em video tiếp theo nha.